Hello anh em, hôm nay chơi thử con Fix Phone này không? Hôm nay thì trong video lần trước đã giới thiệu một lần rồi. Nó là game 2D nhưng mà đồ họa rất là đẹp. Đây. Quay lại cái video lần trước. Anh em xem trailer trước. Nhạc nó rất là hay, đồ họa rất là đẹp không ạ? Game nha. Nãy giờ tranh thủ update với mà tiêu vào tay tí. Game này do cái ad của thằng đệ nên mới bắt nó offline mình mới chơi được. Đây, game. Để gắn cái tay cầm luôn. Con này thì vẫn đang trong giai đoạn early access nên nó chưa hoàn thiện nhiều đâu. Cái tin trước này là độ rung màn hình cũng thị tam thời gian chạy chạy dưới nền chia sẻ cho đẹp giảm độ rung thôi rồi cứ để mặc định đi. Bản này là bản 5.24 quên là hết hỗ trợ 144 fps control xy trái phải AB rồi ok. Cái tiếng gì phải không? Chắc là không rồi, không luôn. Rồi vô game. Một. Nó vô mình nhập vai thanh niên này như manh ha nhé. Đi ra một cái tế đàn làm gì? Cảm giác ban đầu là khá giống Dixiel á. Cũng được cái ngọn lửa lựa chọn rồi. Đợi cái nón này lên. Tắt cái FPS đi. Nói chung tương đối ổn định này. A là nhảy. Cái này là gì? Nhảy hai lần. Chắc nó lại là G2 đó. Mình có thể đập tường leo nhảy hai lần nhảy lướt nhảy xuống rồi nhảy hai lần rồi ok được cái búa. Dù nó tắt ít tắt này tay cầm giao diện Xbox à nên
nghĩ đó. Rồi đánh lên, đánh xuống. Cơ bộ hơi bị phức tạp à. Không chỉ một cái nút đánh thôi, nhưng mà mình thấy đánh theo 3-4 tư thế. Đây đánh lên nè. Đánh lên nè, hất lên. Nhảy đánh. Đánh bình thường, đánh bình thường cứ gõ xuống rồi đánh dưới rồi nó sẽ đánh dưới chân. Giữ nút y để gồng đánh. Gồng đánh thì ăn xa hơn. Đánh lên, đánh, đánh xuống. Về là đánh tầm xa, rồi ok. Này là gì? Nhận cái linh hồn với cầu nguyện. Đoàn tấn công sẽ gây thêm đam hiệu ứng đốt 4 giây. Đam 35 trầm. Cái này là nút ít. Bia đam vũ khí chính. Mục tiêu sẽ nhận thêm 5 đam mỗi giây. Cái này là màu trắng, hai này màu xanh. Này vẫn là gây hiệu ứng đốt. Cái này là đòn với nút y sẽ gây thêm 2 tấc đốt luôn. Rồi nghĩ cái ít mình dùng nhiều hơn á. Cái này màu trắng thì chắc không có dùng đâu. Chọn này đi. Trái phải. Cái này là chắc cái router tuyến đường mình đi á. Bên phải mình có hai nhánh, đi bên phải chứ. Cho biết cái nào để lựa chọn đó. Tím hay vàng? Cuối cùng nó cũng cho cái này luôn. Đất. Đất có bụi tinh thể chắc mình sẽ sử dụng nó để nâng cấp. Tiếp tục. Thì lấy cái gương quý hiếm nè. Này là cái game. Không biết cái nào hết, chọn lại đây. Lên. Thiêu đốt nó chết luôn, mình chưa cần động thủ nữa. Cộng một cú nhảy trên không. À, mình có 3 lót Realist. Chỉ sau này mình có thể thay thế giống con Hades vậy. Cũng không phải con Hades mà cái con gì của Trung Hoa quên tiêu rồi. Swarm Now đúng rồi, tiết ẩm á. Giờ mình hơi trái một phải. Con này màu tím chắc thì mạnh hơn màu xanh. Thử màu tím đi. Đập nó. Hắc lắm. Ây da. Này chắc phải canh né chứ đánh chai kiểu này khó à. Bay cao quá ta.
Hồi nãy mình lấy cái đen rồi, giờ vẫn lấy cái này quá. Đây được một con linh hồn sói. Vô đát sẽ gây đam thì gây cho vết thương trong 3 giây. Đam còn 10% cái đòn đánh này, cái đòn gồng ghét đam tăng 3%. Chắc thử cái này trước. Đây, này đây. Bot bot bot. Mình có thể lắp được một lót nữa quá. Lấy màu xanh trước đó. Nó sẽ cộng dồn cái hiệu ứng của mình gây ra vô tăng 18%. Khi bắt đầu cái phòng thì sẽ tăng đam cho mình 5% mỗi giây. Những hiệu ứng sẽ giảm 5% mỗi giây, mình cộng 40% nữa mà mình có 8 giây đó. Cái này màu xanh dương khá ngon hơn nè. Còn lửa sẽ bao quanh cơ thể kéo dài gian 8 giây, nhấn luôn là tê. Cái này thêm một kill nữa, mình vừa làm quen game nên chắc không có lấy thêm kill đâu. Gói lắm, nãy giờ còn quên dash nữa nhé. Này là cái gì? Máu hả? À? Như này không có biết né như mình thì có thể khó à. Còn đúng một máu luôn. Không biết là do trong trước hay gì vậy? Hồi được 25 máu, tăng được máu tối đa. Này không được chọn rồi. Rồi ăn hay hết sắp chết luôn. Rồi quy tiên rồi, thử chết lần đầu rồi được gì không? Nói chung dạng game này yêu cầu kỹ năng, cái mà tôi là không có đâu. Chào mừng đến sạch tâm. Tình là tiếp hả? Rồi. Nghe nó lồng tiếng, nghe cái giọng quá ngộ ngộ. Rồi. Này tập lại thôi. Nói chung vô đây gặp ông này Omen Ford. Nó giờ nhìn dữ vô mình kìa. Đây. Đi, nó kêu mình đi tiêu diệt mấy cái gà màu đen đen đó. Cái gì? Bằng cái sử dụng năng lượng ngọn lửa của mình. Sao đợi mình chết nó mới giam vũ thôi. Rồi đem cái cuốn sách đó về cho nó. Rồi đi qua cái cổng. Hiện tại mình có vũ khí mà dưới mới có cây búa à. Cái đòn gồng này né kêu dữ lắm mới làm được. Cái sáng đầu tiên này với cái vũ khí, cái thứ hai này không biết nắm đấm chắc căng tay quá, cái thứ ba là cây cung.
Hai cái này đang early upset mình chưa biết được. Thử vô lò gàng này là cái gì? Cực bát thì sẽ được cái đá gần đó sử dụng để nâng cấp vũ khí. Hồi nãy mình được một cái nè, chỉ có mỗi cái búa thôi nên không được lựa chọn nữa. Tăng thêm một lót cho vũ khí rồi. Chiêu y bây giờ khi sạc tầy cứ là mình giữ sẽ tăng được 50% đam, nhưng mà chăm chăm siêu đam có mỗi cái này thôi. Gương mở được không? Mình có một cái bóng tối, thiếu cái vàng, thiếu cái tím như cái bóng tối rồi. Ok, chỗ lại thiết kế G2 lúc mà không phải G1 đó. Vừa vừa mất 8 máu rồi. Rồi luôn, xong luôn. Mở code gì đây? Đúng là Ali upset thiệt. Bó tài. Để tao chìm này chạy lại sự tìm cái.